Thưa quý vị, ngày 17 tháng 5, ông Hồ Văn Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Rông Ba, tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với La Văn Trung, 42 tuổi, và Sầm Văn Huấn, 36 tuổi, cùng trú tại huyện Cờ Rông Năng, tỉnh Đắk Lắc, về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Hai người này có liên quan đến vụ khai thác gỗ lậu diễn ra tại tiểu khu 1396, xã Trư Đờ Răng, huyện Cờ Rông Ba, tỉnh Gia Lai, thuộc quản lý của Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Nam Sông Ba. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Ba cho biết thêm, bước đầu các đối tượng khai nhận đi khai thác gỗ về bán cho dân. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nghi ngờ lời khai này nên đang chỉ đạo mở rộng điều tra, xem sau lưng có đầu nậu xúi dục hay không. Trước đó, vào ngày 6 tháng 5, qua công tác trình sát Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Cờ Ba, Hạt Kiểm Lâm huyện Bắc Quả Tang La Văn Trung và Sầm Văn Huấn, đang sử dụng xe mô tô độ chế vận chuyển gỗ tại tiểu khu 1396. Đây là khu vực giáp ranh giữa xã Chư Đà Răng, huyện Cà Rông Ba, tỉnh Gia Lai và xã Yê Tam, huyện Cà Rông Năng, tỉnh Đắk Lắc. Nhóm này khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ đã khai thác trái phép 12 cây gỗ tại khu vực trên và vận chuyển về huyện Cà Rông Năng để tiêu thụ. Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định tổng số 12 cây gỗ bị cưa hạ trái phép thuộc các chủng loại mít nài kháo SB5, đường kính gốc từ 40 đến 80 cm. Số lượng gỗ đã bị lấy đi khỏi hiện trường là hơn 19,6 mét khối.